Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh YouTube Top Tara của mình nha. Hôm nay trong clip này mình sẽ làm một cái clip tương đối khác với mọi lần nha. Hôm nay mình sẽ đi Tara phong cách full công nha anh em. Lên luôn cả bạn Ngọc công luôn nha anh em. Hôm nay mình sẽ cho Tara thành sát thủ một bữa. Tại vì chất tướng của Tara mà đi gặp con Florentino rất là khó chịu luôn, mình không chơi lại nữa. Thật sự đường tà thần này thì mình chỉ ngán mỗi con Florentino thôi. Mấy con tướng còn lại là mình hầu như đã chơi ăn được hết rồi. Có Florentino là mình chơi không lại rồi. Hôm nay mình sẽ lên bản ngọc công và đồ công luôn để mình thử coi cái độ khó chịu của con Tara khi lên công, coi nó chơi lại con Florentino không anh em. Ok, cú đó mình hay sai, mình hai thằng bạn của mình xuống mà không có binh, mình không có để ý, xong mình chạy, chứ nếu mà nó mình nhớ nhá nó thêm xíu nữa là mình lụm nó luôn rồi. Và đó mình hơi tệ nha anh em, nên chú ý cái map nhỏ để coi team mình như thế nào. Team mình cũng không chịu binh cho mình biết nữa, mình không hiểu ý đồng đội đây nha anh em. Ok, đối đầu với Florentino mình sẽ nên lên cái đôi giày kiên cường đầu tiên nha anh em, để mình kháng cái hiệu ứng khống chế của nó hay mà nhảy thải hoa, nó hất tung lên rất là khó chịu, mình không có chạy kịp nha anh em, nên mình lên cái đó nó giảm được cái hiệu ứng khống chế bớt rồi nha anh em. Ok, món đầu tiên mình sẽ lên cây đao tri hồn để giảm cái lượng hồi phục của con Florentino lại bớt nha anh em. Florentino này bật A không biết chơi như thế nào nữa, nhưng mà trận này mình sẽ cố gắng kết liễu Florentino cho nó biết. Ok, mình có một phá, vậy là mạng đầu thuộc về mình rồi anh em ơi. Team có con Aya cũng tương đối là khó chịu luôn nha anh em. Cái mùa này nó cũng là tướng rất là hot luôn. Nó tuy nó không có cái gì nữa, nhưng mà rất là khó giết nó. Nó mà nhảy lên đầu con nào ngồi thì con nó rất là trâu luôn nha anh em. Độ hồi phục đồ máu đồ rất là trâu luôn, khó chịu lắm. Ok, mạng này mình có anti rồi, mình sẽ cái tiểu nó. Trời ơi, nó chạy thoát rồi anh em ơi. Bình thường mình sẽ chơi tốc hành, mà hôm nay mình chơi bột phá nên mình sẽ hơi bị loạn trợn. Ok, bạn chưa biến về nữa, xác định luôn nha anh em, ngay mạng nhanh cho mình rồi. Tại mình chơi bột phá quen, tốc hành quen rồi, giờ mình chơi bột phá nên cảm giác nó sẽ không có đủ tự tin khi mình chạy giao tranh rồi nha anh em. Ok, đối với Florentino thì mình nên lên bột phá để mình có thể kết liễu nó trong một combo, chứ mà đừng có để như dây ngay với nó, mình không có chơi lại nó nha anh em. Hết chiêu là nó hạ mình liền. Bạn ấy hồi sinh ra khá là nhanh luôn anh em ơi. Thật sự cũng rất là khó chịu nha anh em.
cố gắng chơi Flamingo thì giữ vị trí để mình nó né được bông hoa, mình chưa chưa một để mình né hoa của nó nha nè. Tính mình thì hơi hổ báo nên là nhiều lúc mình thấy hoa mình cũng không thèm né nữa, mình cứ bang bang vô đánh không nên là hay thua thôi. Ok, lần này không biết mình chạy thoát không nè. Rồi xong rồi, mình hết kêu luôn em ơi. Cái bạn Lorion nói là yên tâm thua số game nha anh em. Lorion là idol TikTok đó nha anh em, nên là bạn ấy cũng có thể là hơi ảo tưởng sức mạnh. Trận này mình sẽ cố gắng cho idol TikTok bỏ mộng luôn, cho idol TikTok số game luôn em ơi. Còn thách thức team mình nữa kìa. Các bạn ấy chơi cũng hay nên là cũng hơi gáy. Gáy sớm được gì bạn ơi. Ây da. Rất là khó chịu anh em ơi. Mình hết máu rồi. Né chiêu nè. Rồi chạy vô đây, chạy vô đây với chúng tôi. Ok, ba mẹ nhìn cho mình nha anh em. Ok, món tiếp theo mình sẽ lên cái phức hợp kiếm cho nó anh em. Con ta ra thật sự mà mình lên thủ hay đam gì nhưng mà lên có cây thánh kiếm anh em là nó sẽ tăng cái đồ chí mạng cực kỳ cao luôn. Bữa mình chơi mình lên xây chí mạng liên tục luôn. Dù là bản ngọc không có miếng chí mạng nào nhưng mà chơi vẫn lên nó chí mạng rất là nhiều luôn nè. Trời ơi, dí theo luôn. Bạn này thải hoa vẫn chưa chuẩn lắm nha anh em, nên là chắc là còn hơi non nên là mình chơi cũng không có đến nỗi khó chịu lắm. Chứ gặp mấy bạn chơi Valentino mà chơi nó hay có lẽ là mình cũng hơi khó à. Khó nhai lắm nha anh em. Để bữa nào mình sẽ gặp solo thử bạn Valentino hay hơn xíu nữa coi ra sao. Ôi mạng này mình tham rồi. Tại mình tham nên là mình chết anh em. Nếu mạng đó mình chạy luôn là ok rồi. Tại mình thấy lượng máu càng thấp cái đam càng cao nên mình cũng cố gắng ở lại duy trì. Thấy anh em mình cũng hơi đông á, tính ở lại mà cuối cùng bị nó kết liễu luôn rồi. Bạn biết mình chơi khá là hay luôn anh em ơi. 305 à. Chơi rất là tốt luôn. Valentino 131 nha anh em. Nói chung mình thắng được Valentino là mình có thể làm chủ khu vực top à. Thực sự chức tướng Tara chơi cũng chỉ thua một vài con ở đường tà thần thôi. Nhưng mà nó hơi tù vì nó không có cái đam cao để mình kết liễu đối phương. Nhưng mà mình cấu rỉa hoặc là cho tem bạn dồn combo vô cho hết chiêu rất là tốt luôn nha anh em. Mở combat cho tem thôi. Chứ thật sự thì nó chơi á, lẻ lẻ nó không có bắt lẻ được nhiều không. Nhưng mà phong cách này thì mình bắt AD một cái một nha anh em. Anh em nào mà thấy mình cứng tay thì mình có thể chơi thử phong cách full dam để coi ra sao nha anh em. Mình thấy chơi cũng rất là vui luôn. Mà thật sự chỉ là chơi vui thôi nha anh em. Chứ chơi này cũng là phong cách vậy chứ không có phải là để dành đấu hạng đâu nha anh em. Mình đang chơi ranh cao thủ. Ok, món tiếp theo mình sẽ lên thánh kiếm cho nó nha anh em. Xong cái thánh kiếm mình sẽ lên một cây 5 phe và một cái giáp hộ mệnh nha anh em. Đó là bộ đồ anh em có thể tham khảo. Nếu mà thấy hay thì anh em cho mình xin một nút like, một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nha anh em. Ok, phía trên này đang tem địch đang khá là đông anh em. Bạn Colin đang ăn con dơi nè, mình xuống ăn phụ nha anh em. Còn chiêu không bạn? Ok, ăn được con dơi rồi anh em ơi. Chắc Colin lúc này chơi không lại mình rồi anh em ơi. Rồi, xác định rồi bạn ơi, chạy hộ bạn ơi. Ok,
Thêm full dam cộng thêm một phá nữa là một combo mình có thể cách liễu bạn ấy ha. Cũng rất là khó chịu luôn anh em ơi. Đó. Chưa thử được cái độ ngon của cây thánh kiếm thì mấy bạn team mình đã kết thúc với team địch rồi. Có lẽ là clip mình kết thúc tại đây. Để bữa nào mình làm lại cái clip nào mà thấy đủ dài mình sẽ lên đủ đồ để cho anh em coi sức mạnh của Tara khi full dam nha anh em. Vậy cảm ơn anh em đã xem cuối clip. Hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo. Bye bye.